Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review cho mọi người một mẫu đèn Yamaha BSR E373 cũng tại nhà cụ Thiều Học Đàn nha mọi người. Khi mọi người mua thì sẽ được tặng bao, tặng chưng, tặng dấu trường học đàn và nhà cụ Thiều Học Đàn có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà cho mọi người luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cận cảnh cây đàn này để xem nó đẹp như thế nào nha. Thì nếu mọi người có nhu cầu mua thì có thể liên hệ Thiện qua số điện thoại 0973675251. Khi mọi người mua đàn bên nhà cụ Thiều Gan, mọi người sẽ được tặng bao, tặng chân và tặng bộ sách và bộ giáo trình dạy đệm đàn Hồng Gan online do chính Thiện soạn, và tặng miếng decal dán nốt để bảo vệ bàn phím, và bên Thiện có cài đặt dữ liệu miễn phí luôn, và bên Thiện có ship hàng về tận nhà và thanh toán tại nhà. Ngoài ra thì bên Thiện cũng có hỗ trợ trả góp. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha.